Nga phá hủy sở chỉ huy, tiêu diệt 700 binh sĩ Ukraine. Lính Ukraine phản lệnh, tự nguyện đầu hàng quân đội Nga. Pháo binh Ukraine bắn nổ hàng loạt hệ thống phòng không Nga. Nga thưởng 8.000 đô la Mỹ cho nhóm binh sĩ phá hủy xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine. Hamas thả thêm 8 con tin có thể sắp hết quân bài đàm phán với Israel xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube thế giới nghiêng vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị bộ quốc phòng nga cho biết lực lượng nga đã phá hủy các cơ sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội ukraine tại cộng hòa nhân dân donetsk trong ngày qua theo bộ này, các cuộc tấn công đã phá hủy một sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 53 và một sở chỉ huy quan sát của một tiểu đoàn pháo binh thuộc lữ đoàn cơ giới số 31 quân Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai. Theo bộ này, chỉ trong ngày 30 tháng 11, các lực lượng Nga đã tiêu diệt hơn 700 binh sĩ Ukraine, nhiều nhất là ở các chiến trường Donetsk, hơn 270 binh sĩ, và Liman, hơn 250 binh sĩ. Phía Nga còn phá hủy loạt khí tài hạng nặng mà Ukraine đang sử dụng như xe chiến đấu bọc thép, radar sd 68 um radar theo dõi và phát hiện mục tiêu trên không P-18, radar phản pháo ANTPQ-37 và dòng UAV Fury và Leleka-100, hai xe chiến đấu bộ binh lội nước bọc thép, hai BMP-1 và BMP-2, hệ thống pháo tự hành Acacia cỡ nòng 152mm và hai xe bọc thép Humvee hãng thông tấn Ria Novosti dẫn lời tù binh Ukraine thuộc lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 38 cho biết, nhiều binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận Kherson từ chối tuân theo mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy tham gia các đợt tấn công điều chết. Theo đó, nhiều binh sĩ Ukraine và chỉ huy chiến trường từ chối tham gia các đợt tấn công bộ binh, chắc chắn sẽ chịu nhiều thương vong trước hỏa lực áp chế vượt trội của quân đội Nga. Các binh sĩ Ukraine cáo buộc chỉ huy không quan tâm tới sinh mạng của người lính, bất chấp những tổn thất lớn về nhân lực. Chỉ huy Ukraine cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh từ cấp trên, không tính toán tương quan lực lượng, tình hình chiến trường và không quý trọng sinh mạng binh sĩ được giao phó. Một tù binh thuộc Lữ đoàn 54 của Ukraine, Andrei Tersmin, cho biết nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng không được quy tập tại Soledad. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục ném binh sĩ vào trào lửa. Đơn vị của binh sĩ này gồm 12 người đã mất sức chiến đấu hoàn toàn và chỉ còn 3 người bị thương trở về. Còn theo chúng ta đã nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Andriy Maracheko, Ukraine đang gặp vấn đề về liên lạc trên nhiều mặt trận ở miền đông. Các đơn vị Ukraine không thể liên lạc được với nhau tại các khu vực Kupyansk, Krasnoliman và Donetsk, và trong một số trận đánh cụ thể, ở những khu vực này, do các kênh liên lạc bảo mật không hoạt động ổn định, quân đội Ukraine bắt đầu kết nối với nhau thông qua kết nối vệ tinh được bảo mật kém. Trước đó, Ukraine đã che giấu những tổn thất thực sự ở mặt trận và tiến hành kế hoạch kép, ông Maracheco cho biết. Nhiều binh sĩ thiệt mạng đã và sẽ được chuyển vào cột người mất tích với một số ghi chú nhất định. Lực lượng pháo binh Ukraine mới đây thực hiện một cuộc tấn công tiêu diệt hệ thống phòng không Thor M2 của Nga tại Zaporizhia và một tổ hợp Búc M2 tại Kherson. Theo Defense Blog, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này đã bắn nổ hệ thống phòng không TRM-2 của Nga. Cuộc tập kích do Lữ đoàn Sơn Cước số 128 thực hiện tại tiền tuyến Zaporizhia. Đại diện Lữ đoàn số 128 cho biết họ đã sử dụng máy bay không gây lái UAV chính xác Shark để tìm ra hệ thống phòng không của đối thủ. Sau khi xác định được vị trí chính xác, Pháo binh Ukraine đã khai hỏa để bắn nổ hệ thống TRM-2. Quân đội Ukraine tiết lộ Nga đã tổn thất khoảng 36 tổ hợp TRM-2 kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Cùng ngày, quân đội Ukraine cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS để bắn hạ một tổ hợp phòng không Bắc M2 của Nga. Cuộc tập kích diễn ra tại vùng Kherson, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Tính từ tháng 2 năm 2022, Nga đã mất khoảng 50 hệ thống loại này. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi nhanh chóng xây dựng các công sự ở các khu vực then chốt dưới sức ép của lực lượng Nga, đặc biệt là ở miền đông Ukraine. Tổng thống Zelensky nhận định trong bài phát biểu qua video, trong tất cả các khu vực chính cần gia cố, cần có sự thúc đẩy và tăng tốc trong việc xây dựng các công sự. Ông Zelensky nói thêm, điều này có nghĩa tập trung sự chú ý lớn vào Adivka, Marinka và các khu vực khác ở khu vực Donetsk. Ở khu vực Kharkov, điều này có nghĩa là khu vực Kupiansk và tuyến Kupiansk-Liman. Ông Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi sau khi thị sát các vị trí của lực lượng Ukraine ở phía đông bắc, một trong nhiều khu vực mà lực lượng Nga đang cố gắng đạt được tiến bộ gần đây và kiểm soát các khu vực bị quân đội Ukraine chiếm lại một năm trước. Ông Zelensky cho biết trong một cuộc họp mà ông tổ chức với các chỉ huy quân sự đã bàn về vấn đề công sự. Mặc dù Nga đạt được bước tiến chậm chạp trong việc bảo vệ tất cả các khu vực Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine, nhưng đã tăng cường các cuộc tấn công ở một số khu vực, bao gồm Kupiansk gần Kharkov, nơi được Ukraine chiếm lại trong một cuộc tiến công qua phía đông bắc một năm trước. Lực lượng Nga đã xây dựng các công sự và bãi mìn kiên cố tại các khu vực mà Moscow kiểm soát kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Những biện pháp phòng thủ này là yếu tố then chốt trong việc ngăn chặn cuộc phản công mới của Ukraine từ tháng 6. Quân đội Ukraine chỉ giành được bước tiến ở phía đông và phía nam. Từ giữa tháng 10, các lực lượng Nga đã tập trung lực lượng vào thành phố Avdiivka, nơi có nhà máy luyện cấp rộng lớn và có vị trí cửa ngõ vào trung tâm khu vực Donetsk do Nga kiểm soát, cách đó 20 km về phía đông. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội nước này đã phá hủy chiếc xe tăng Leopard 1A5 đầu tiên trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực Kupiansk thuộc vùng Kharkov của Ukraine. Ông Vladimir Lugovoy, phó tư lệnh quân khu miền Tây của Nga cho biết, xe tăng Leopard 1A5 bị kíp chống tăng thuộc tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 tiêu diệt. Trước đó, xe tăng đã cố xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga nhưng bị bắn cháy nhóm binh sĩ bắn chung xe tăng đã được trao thưởng 700.000 rúp, tương đương 7.890 đô la Mỹ. Ngoài ra, họ còn được trao huân chương dũng cảm và các giải thưởng cấp nhà nước. Hồi đầu tháng 11, chính phủ Đức thông báo đã cung cấp 25 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine. Ngoài ra, Đức còn gửi cho Kiev nhiều máy bay không người lái trinh sát và radar. Nga hiện đang đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt trực thăng không người lái Temis, có khả năng phóng rocket dẫn đường tầm bắn lên tới 6 km. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thăm dây chuyền sản xuất trực thăng không người lái MDP-01 Termit hay còn gọi là con mối tại nhà máy thuộc Tập đoàn Sản xuất Khoa học Strela ở khu vực công nghiệp Rodeno, ngoại ô thủ đô Moscow. Ông Medvedev nói rằng, Chiến sự Ukraine cho thấy nhu cầu rất cao với các hệ thống không người lái và các máy bay không người lái UAV giá rẻ đang được sử dụng ngày càng rộng rãi ở cấp độ chiến thuật. Termit được phát triển từ biến thể dân sự Smart Heli 350 có tốc độ tối đa 150 km h tốc độ hành trình 90 km h chân bay 3.500 m, khối lượng cất cánh tối đa 450 kg và thời gian hoạt động khoảng 6 tiếng. Vũ khí chính của Termit là ba rocket S-8L được lắp đầu gió laser bán chủ động, có tầm bắn 6 km và mang đầu đạn nổ mảnh. Mỗi quả đạn có thể được dẫn đường bằng hệ thống chỉ thị của trực thăng Thermit hoặc các tổ hợp chiếu xạ dạ laser khác trên chiến trường. Trực thăng được trang bị cụm cảm biến quang, điện tử và hồng ngoại đa phổ, kèm bộ đo xa và chỉ thị mục tiêu bằng laser. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác, Reuters đưa tin Hamas ngày 30 tháng 11 đã thả 8 con tin trong ngày cuối cùng gia hạn ngừng bắn với Israel. Nhóm con tin này bao gồm cả công dân Israel và công dân nước ngoài. Đổi lại, Israel trả tự do cho 30 tù nhân Palestine. Đây là cuộc trao đổi con tin tù nhân giữa Israel và Hamas trong ngày thứ Bảy ngừng bắn. Theo thỏa thuận mỗi ngày, Hamas phải thả ít nhất 10 con tin. Tuy nhiên, vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, Hamas mới chỉ bàn giao 8 con tin, Lực lượng này nói rằng họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đủ con tin để đáp ứng điều khoản trong thỏa thuận với Israel. Chính phủ Israel sau đó quyết định chấp nhận đề xuất của Hamas, nghĩa là lực lượng này chỉ thả 8 con tin và tính thêm 2 con tin mang quốc tịch Israel, Nga, được thả một ngày trước đó. Một con chức Israel cho hay, hôm 30 tháng 11, các con tin được phóng thích từ những nơi khác nhau, vào những thời điểm khác nhau. Điều này là do các con tin bị giam giữ ở các địa điểm khác nhau ở Gaza. Với những vấn đề bộc lộ ra hôm 30 tháng 11, các nhà đàm phán lo ngại rằng quá trình kéo dài thỏa thuận ngừng bắn sang ngày thứ 8 có thể rất khó khăn. Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đánh giá lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza đang cho kết quả và nên được duy trì. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Tel Aviv, Ông Blinken cho rằng, những kết quả tích cực được thể hiện trên thực tế trao trả con tin, tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở giải Gaza trong tuần qua. Theo nhà ngoại giao Mỹ, điều này rất quan trọng và cần được duy trì. Ông Blinken cũng cho biết, Washington đang tập trung vào những nỗ lực nhằm đảm bảo tất cả các con tin bị Hamas bắt cóc sẽ được trả tự do. Tổng thống Herzog cho biết, còn khoảng 150 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ tại giải Gaza. Trước đó cùng ngày, Israel và Hamas đã nhất trí tiếp tục gia hạn lệnh ngừng bắn thêm một ngày để các nhà đàm phán có thêm thời gian thu xếp thỏa thuận trao đổi con tin bị Hamas bắt cóc từ Israel vào ngày 7 tháng 10 và tù nhân người Palestine bị Israel giam giữ. Đây là chuyến thăm thứ ba của nhà ngoại giao Mỹ tới Israel kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ đã công bố những bức ảnh chụp một đơn vị binh chủng hóa học của lục quân Mỹ tiến hành các cuộc tập trận chung với lực lượng Hàn Quốc gần khu phi quân sự DMZ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng dọc theo biên giới Hàn Quốc Triều Tiên. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cho biết, các binh sĩ Mỹ từ đơn vị hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân số 59 đã tập trận cùng với lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và quân đội Hàn Quốc gần DMZ, khu vực ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên để củng cố thế trận phòng thủ tổng hợp. Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Cuộc tập trận tập trung vào các nhiệm vụ trinh sát và khử nhiễm cũng như chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt và các mối nguy hiểm xạ sinh hóa. Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Triều Tiên gần đây đã tái triển khai quân đội và vũ khí hạng nặng tới DMZ sau khi tuyên bố hủy thỏa thuận quân sự liên triều năm 2018 nhằm ngăn chặn căng thẳng và các cuộc đụng độ gần biên giới. Ngày 30 tháng 11, Nga thông báo nước này sẽ nâng mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện đến 500.000 thùng một ngày và kéo dài quyết định đến hết quý 1 năm 2024. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak công bố thông tin này sau hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác, gọi là OPEC Cộng, với lý do duy trì sự ổn định và cân bằng trên thị trường dầu mỏ. Cùng ngày, Ả Rập Xê Út cũng tuyên bố sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1 triệu thùng một ngày cho đến hết quý đầu tiên của năm 2024. Riyadh đã thực hiện kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu nêu trên kể từ tháng 7 năm nay. Hôm 22 tháng 11, OPEC Cộng đã quyết định hoãn hội nghị cấp bộ trưởng đến ngày 30 tháng 11 thay vì vào ngày 26 tháng 11 như kế hoạch ban đầu để các nước có thêm thời gian thảo luận về việc tuân thủ các mức cắt giảm sản lượng hiện nay và các mức cắt giảm bổ sung có thể. Ngay sau quyết định lùi cuộc họp, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã ngay lập tức ghi nhận mức giảm tới 5% trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 11 vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube thế giới nghiêng còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại